Mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Huấn luyện viên Malaysia ngầm ra mệnh lệnh cứng rắn cho các học trò trước trận quyết đấu với Việt Nam. Ba điều thầy Park phải giải quyết ngay nếu muốn giúp Việt Nam hạ Malaysia trên sân Mỹ Đình. Xuất trường lần đầu chia sẻ sau chấn thương nặng mang tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thổ lộ với báo nhà, huấn luyện viên Malaysia muốn đòi nợ tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Phát biểu trên truyền thông Malaysia mới nhất, ông Tan Chiang Hoa, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia bày tỏ rằng ông hy vọng đội nhà sẽ đòi món nợ tại AFF Cup 2018. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất phát biểu trên truyền thông Malaysia, ông Tan Chiang Hoa của đội tuyển Malaysia thừa nhận rằng ông đang hướng đến một chiến thắng trên sân khách. Vị chiến lược gia này khẳng định những chú hổ Malay đã có nhiều khác biệt so với AFF Cup 2018. Cụ thể, theo tờ Cosmo của Malaysia thì ông Tan Chiang Hoa chia sẻ rằng trong chiến dịch AFF Cup 2018, chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng ở 3 lần gặp Việt Nam, trong đó có 2 trận thua ở Mỹ Đình. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ phải thay đổi suy nghĩ và giữ thái độ tích cực. Dù phải chơi trên sân khách Mỹ Đình của họ, chúng tôi vẫn hướng đến một kết quả tốt nhất, đó là 3 điểm. Bởi chúng tôi đã có sự khác biệt so với AFF Cup. Chúng tôi luôn có sự tự tin và tinh thần đồng đội, đặc biệt là sự cân bằng ở các vị trí. Chúng tôi phải cẩn thận với lối chơi phòng ngự phản công của họ. Việc thi đấu trên sân Mỹ Đình cũng không mang lại quá nhiều trở ngại. Malaysia cũng từng chơi dưới áp lực rất đông các cổ động viên, đặc biệt là trên sân nhà Bukit Jalil. Dù vậy thì ông Tan Chiang Hoa cũng đang khá đau đầu khi hàng loạt trụ cột của ông dính chấn thương. Tuy nhiên thì vị chiến lược gia này vẫn hy vọng rằng những ngôi sao trẻ của ông sẽ tỏa sáng và mang về thắng lợi cho đội nhà. Trong khi đó thì trên tờ New York Times, họ cho rằng trên giấy tờ Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Mới đây trên tờ New York Times đã giật hàng tít thể hiện sự quyết tâm của đội nhà trong chuyến đi gian nan tới Hà Nội. Malaysia không chỉ chiến thắng bằng sức mạnh mà còn bằng cả tinh thần. Trong bài viết này, tác giả Farah đã mở đầu: ngoài sức mạnh về thể chất thì các cầu thủ Malaysia còn phải tận dụng sức mạnh về tinh thần. Đó là chìa khóa mà ông Tan Chiang Hoa tin rằng có thể đánh bại tuyển Việt Nam. Lần cuối cùng Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam là ở AFF Cup 2014, nơi mà họ đã đánh sập Mỹ Đình với tỷ số 4-2 để tiến vào chung kết năm đó. Thống kê quá khứ cũng không mấy lạc quan, nhưng tác giả bài viết này tin tưởng vào cơ hội của đội nhà. Trên giấy tờ thì Việt Nam đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA và trông mạnh mẽ hơn Malaysia xếp hạng 158. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Tan Chiang Hoa thúc giục các học trò vào sân với tinh thần hãy đánh bại họ. Ở AFF Cup năm ngoái, Malaysia đã để thua 0-2 ở vòng bảng 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà của họ và thua 0-1 ở lượt về tại Hà Nội. Hai đội đối đầu tổng cộng 20 lần, chúng ta chỉ thắng 6 nhưng đã để thua đến 11 lần. Tuy nhiên, ông Tan Chiang Hoa đang cho thấy những mặt tích cực từ mặt trận tấn công cho đến phòng thủ, đặc biệt là ở trận thắng 6-0 trước Sri Lanka hôm thứ Bảy vừa qua. Quyết tâm đánh bại Việt Nam của Malaysia đang là rất lớn sau những kết quả khả quan trong thời gian gần đây. Còn tờ báo quê hương của thầy Park thì đánh giá rằng Malaysia đã mạnh hơn so với AFF Cup 2018, nhưng cuối cùng đội tuyển Việt Nam mới là người chiến thắng. Truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. Chỉ còn 2 ngày nữa thì trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu mà hai đội không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông Đông Nam Á, mà ngay cả báo chí Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng rất quan tâm. Tờ MK Sport cho biết tuyển Việt Nam đủ điều kiện để tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì phải giành được càng nhiều điểm càng tốt trước các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Vì thế, kết quả hai trận đấu Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia tới đây sẽ cực kỳ quan trọng. Việt Nam dẫn Malaysia với 2 chiến thắng đều tại sân Mỹ Đình và 1 hòa trong 3 lần gặp mặt dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ ghi được 5 bàn thắng để lọt lưới 2 bàn trong 3 lần đối đầu đều tại AFF Cup 2018, 1 trận tại vòng bảng, 2 trận ở chung kết. Dù giành cúp trước Malaysia, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo không chủ quan mà vẫn cử người theo dõi tình hình đội bóng để chuẩn bị cho cuộc tái đấu vào ngày 10 tháng 10 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
3 điều thầy Park phải giải quyết nếu muốn giúp Việt Nam hạ Malaysia tại Mỹ Đình. 3 ngày trước khi bước vào trận đấu với Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đối mặt với những bài toán khó khăn. Đầu tiên, việc sử dụng Công Phượng và Văn Hậu như thế nào? Theo lẽ thường thì Công Phượng và Văn Hậu sẽ là những quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng trong thời gian qua thì hai cầu thủ này thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị tại Bỉ và Hà Lan, nên khó đảm bảo được phong độ. Hơn nữa, cả hai đều tập trung đội tuyển sát ngày thi đấu. Văn Hậu thậm chí ngày hôm nay mới có mặt tại Hà Nội và còn mất rất nhiều thời gian để thích nghi việc thay đổi múi giờ và hồi phục sức khỏe sau một chuyến bay dài. Vì thế, sử dụng Công Phượng và Văn Hậu như thế nào sẽ là một bài toán khó khăn cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Dùng hai cầu thủ này khi họ chưa đạt được phong độ và trạng thái thể lực cần thiết sẽ là một canh bạc, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh trái của Văn Hậu, nhất là trong một trận đấu cực kỳ quan trọng như với Malaysia sắp tới đây. Bài toán thứ hai, thể lực và sức bền sẽ ra sao? Ngoài Công Phượng và Văn Hậu, chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải giải bài toán mang tên thể lực đối với nhóm cầu thủ của Hà Nội. Những Quang Hải, Hồng Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy hay Văn Kiên đã liên tục phải thi đấu trong thời gian qua, hết V-League rồi đến AFC Cup và bây giờ là đội tuyển quốc gia. Mới trở về hội quân sau trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup ở Triều Tiên, các cầu thủ này chắc chắn đều chưa thể lấy lại được trạng thái thể lực sung mãn nhất, trong khi dự kiến ít nhất 3 trong số 5 cầu thủ này sẽ đá chính ở trận đấu sắp tới với Malaysia. Nếu không giải được bài toán về thể lực và sức bền thể lực đối với những cầu thủ này thì e rằng đội chủ nhà sẽ khó lòng chiếm được ưu thế trước đội khách, vốn với những cầu thủ luôn chơi đầy sức mạnh và không hề e ngại trong những pha tranh chấp tay đôi. Và cuối cùng là ai sẽ đá trung phong cắm? Ở trận đấu gần nhất gặp đội tuyển Thái Lan, khi Anh Đức chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải sử dụng Tiến Linh ở vị trí trung phong cắm nhưng không đạt được hiệu quả cần thiết. Vì thế, chọn ai đá cao nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây sẽ là một vấn đề lớn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Toàn tốc độ tốt nhưng hạn chế ở khả năng dứt điểm. Tiến Linh vẫn còn non kinh nghiệm trận mạc. Công Phượng thì không có được phong độ tốt do liên tục đã dự bị ở Sien Jordan. Lão tướng Anh Đức năm nay đã 34 tuổi nên thể lực cũng không cho phép chơi trọn vẹn 90 phút. Vậy chọn ai trong số 5 tiền đạo nói trên làm trung phong cắm của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới đây sẽ là một bài toán không dễ có lời giải đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta hãy cùng chờ xem tài thao lược của chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giải 3 bài toán khó này ra sao để có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam giành trọn được 3 điểm trước đối thủ nhiều duyên nợ, đội tuyển Malaysia. Xuân Trường lần đầu chia sẻ sau chấn thương nặng mang tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ. Xuân Trường đang cảm thấy rất lạc quan và điều này là vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị chấn thương đứt dây chằng mà anh gặp phải mới đây. Lương Xuân Trường không may mắn khi dính chấn thương nặng trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Anh nhanh chóng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ chủ quản Hoàng Anh Gia Lai đưa sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Ngày hôm qua mùng 7 tháng 10, sau thời gian im hơi lặng tiếng thì Xuân Trường đã gửi lời chia sẻ về tình hình hiện tại. Vẫn giữ sự điềm đạm trên khuôn mặt, Xuân Trường cho thấy một tâm lý ổn định dù gặp phải chấn thương mà giới cầu thủ cực kỳ sợ hãi. Mình đã gặp chấn thương là khá nặng, tuy nhiên thật sự chỉ buồn và thất vọng trong vòng 5 phút thôi. Sau đó mình đón nhận một cách khá nhẹ nhàng. Mình nghĩ điều quan trọng là nên chấp nhận nó, đón nhận nó để trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Mình cố gắng đến đâu thì kết quả sẽ như đến đó, Xuân Trường mở lời. Trường Hiếp là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chấn thương của anh đã khiến cho đông đảo người hâm mộ cảm thấy lo lắng và tiếc nuối. Điều lo ngại nhất là Xuân Trường có vượt qua được tâm lý lo sợ để toàn tâm toàn ý chữa trị. Đây cũng là chia sẻ mà bác sĩ Choi từng nói khi nhắc đến một trong những yếu tố quan trọng trong việc phục hồi chấn thương. Mình muốn cảm ơn tất cả những lời động viên, lời chúc, lời hỏi han của mọi người. Thật sự mình đang rất ổn, không có gì quá thất vọng, buồn chán. Mình sẽ có khoảng thời gian nhìn lại bản thân, làm những việc mà chưa làm được như thường xuyên giao lưu với mọi người, Xuân Trường nói thêm. Cuối cùng Xuân Trường nhắn nhủ, dù từ nay không thể thi đấu nhưng anh sẽ luôn đồng hành cùng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, nhưng trên một vai trò khác. Một điều nữa mình muốn nhắn nhủ là kể từ bây giờ các bạn sẽ có thêm một cổ động viên cùng đồng hành và cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xuân Trường cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.